đang phân vân không biết nên mua thiết bị gì, vừa học tập giải trí chơi game triple A. Điện thoại sao? No, điện thoại mà sao chơi game triple A? Hãy nhanh chân chạy ngay qua bên mình vào tháng 11 này tại Phương Thành Computer, Phương Mũi PC, cấu hình quốc dân, chiến thần của các game thủ chỉ với 10 cú. Trước tiên sẽ là i5-10400F. Nếu các bạn đang thắc mắc tại sao năm 2023 rồi mà còn sử dụng con chip i5-10400F, dù đã được ra mắt vào đầu năm 2020, nhưng hiệu năng mà em nó mang lại tính đến thời điểm hiện tại là cực kỳ ấn tượng. So với việc sử dụng chip i5-12400F chỉ nhỉnh hơn về sức mạnh turbo, đồng thời những công nghệ cao cấp hơn, thì theo mình việc đánh đổi từ 2-3 triệu thực sự là không đáng. Còn nếu bạn đang làm những công việc cần sự render nhanh thì i5-12400F có thể là sự đánh đổi đáng tiền, nhưng để chơi game và các tác vụ thông thường thì i5-10400F là con chip hợp lý nhất về giá tiền và hiệu năng cho anh em. Kết hợp cùng với VGA RTX 2060 phải nói là một sự kết hợp hoàn hảo, có 1920 nhân CUDA cùng 6GB RAM, thật sự đã là quá đủ để các bạn cân hết các tựa game AAA hiện tại với độ phân giải từ Full HD đến 2K, cộng thêm việc hỗ trợ công nghệ Ray Tracing sẽ đưa trải nghiệm game của các bạn thật sự cực kỳ khác biệt. Chưa kể các phần mềm làm đồ họa 3D đều sẽ giải quyết mượt mà trên bộ máy này. Tất cả được hoạt động cùng cặp RAM 16GB sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng các phần mềm hoặc game hiện nay. Bây giờ còn chần chờ gì nữa, bước nhanh qua phần test game nhé. Bộ máy quốc dân nên cũng phải test những con game quốc dân nha anh em. Liên Minh Huyền Thoại với mức thiết lập anh em có thể thấy là full setting nha, mức FPS được thể hiện cực kỳ cao. Valorant, tựa game này anh em đã không còn quá xa lạ gì rồi ha, là tựa game bắn súng nên FPS cao là điều cơ bản nhất, thì anh em không phải lo khi có trong tay bộ PC này với mức FPS từ 400-500. Cho anh em nào chuyên chơi hack răng hay đấu giải cũng không cần đánh đo nhiều luôn nha. Vậy game triple A bộ máy này thể hiện ra sao ta? Spider-Man là tựa game siêu hot của nhà Sony, anh em có thể thấy mình đã bật full ray tracing, mức thiết lập cao thì bộ PC này vẫn cân tất nha anh em. Có thể thấy chi tiết vật thể, tuyết rơi, độ dày của NPC được thể hiện siêu chân thật, đi đu đưa, bay nhảy, giải cứu thành phố, đơn giản thế không biết. Còn các anh em mua máy về phục vụ cho công việc edit đơn giản hay có thể nặng hơn như làm 3D thì bộ máy này vẫn dư sức cánh được nha. Tiêu biểu là các phần mềm như Premiere, Photoshop, AI hay là After Effects. Vậy là chúng mình đã đi qua sơ lược khả năng và chi tiết của bộ máy 10 triệu. Còn chân chơi gì nữa mà không ngán ngay, Phương Thanh Computer. Phương Thành Computer, nếu thấy thông tin hữu ích hãy like video, subscribe kênh và ấn nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ sót bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.